Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Boss Game. Hôm nay Boss Game sẽ giới thiệu tới các bạn một tựa game khá chill để thư giãn trong mùa hè này. Trước khi bắt đầu video, hãy like, subscribe cho Boss Game để chúng mình có thể đem tới cho các bạn những nội dung video thật là chất lượng nhất nhé. Nào, hãy cùng tới với Dinkum. Dinkum là một tựa game sandbox mô phỏng cuộc sống do một người làm tên là Jim Bandon. Vâng, các bạn không nghe nhầm đâu, chỉ do một người làm mà thôi đấy. Tựa game xuất hiện trong sự kiện Future Game Show 2022 thuộc Summer Game Fest 2022 hồi tháng 6 vừa qua. Tựa game đã thu hút được khá nhiều sự chú ý bởi đồ họa dễ thương cùng lối chơi đơn giản. Game được lấy cảm hứng từ nhiều tựa game khác nhau, nó như là sự kết hợp của Animal Crossing, Stardew Valley, Minecraft, My Time in Portia, v.v. và v.v. Game cung cấp cho chúng ta hai chế độ chơi, chơi đơn và chơi co-op qua mạng lên tới 4 người. Điểm khác biệt của Dinkum đó chính là việc thành phố sẽ do chính tay bạn gây dựng nên từ đầu. Dinkum có một lối chơi khá nhẹ nhàng, game được lấy bối cảnh là một hòn đảo lấy cảm hứng từ vùng quê xa xôi hẻo lánh ở Úc. Các bạn sẽ bắt đầu bằng việc xây dựng một ngôi nhà mới, phiêu lưu khám phá những khu rừng bạch đàn nhiệt đới, những sa mạc nóng như thiêu như đốt hay bơi lội trên các dòng sông. Bạn có thể trồng trọt, chăm sóc các con thú, bán sản vật, chế tạo máy móc, công cụ. Đã từ lâu, mọi thứ đều chuyển hướng xuống phía Nam. Hầu như tất cả mọi người đều bị phụ thuộc phải di cư về thành phố phía Nam, South City. Họ sống cuộc sống lạnh lẽo và buồn rầu. Hầu như không ai có khát vọng rời đi. Nhưng bạn thì khác, hơn ai hết. Và bạn có lẽ đã tìm ra lối thoát cho nơi này. Đó là lời mở đầu của trò chơi, cũng chính là mục tiêu của bạn trong trò chơi này. Đó là tìm một nơi ở mới, một nguồn cảm hứng mới cho tất cả người dân ở South City. Bạn nhận được một thông báo tìm sự giúp đỡ từ Fleck. Bà sẽ là người hướng dẫn bạn trong suốt trò chơi. Bà đang tìm một người trẻ tuổi năng động để đi cùng bà tới mái nhà cũ của bà, một hòn đảo hoang. Từ khinh khí cầu, bạn đặt chân lên đảo, giống như bước đặt chân đầu tiên của con người lên mặt trăng vậy. Tuy nhiên, hòn đảo này không hoang vu như bạn nghĩ. Xung quanh bạn ngập tràn sắc vàng của cỏ cây, của đất cát, nơi này cùng vô số loại động vật đặc trưng. Lúc này, bà Flex giao cho bạn hai túp lều. Đầu tiên là túp lều làm trung tâm, nơi bà Flex sẽ điều hành, hướng dẫn bạn, cũng là nơi bạn chế tạo vật phẩm, công cụ và là nơi bạn nhận những nhiệm vụ đầu tiên. Túp lều thứ hai, nhỏ hơn, là nhà của bạn. Dĩ nhiên, ban đầu nó sẽ khá trống trải và vì vậy xuyên suốt trò chơi, bạn sẽ có nhiều thứ để nâng cấp cũng như trang trí cho nhà của mình hơn. Nhiệm vụ khởi đầu của bạn sẽ khá đơn giản. Chỉ là đi thu thập nguyên liệu, chế tạo nhà kho NPC đầu tiên và mở khóa sau N, mình tạm gọi là hành trình. Cuộc hành trình này chính là hành trình phiêu lưu của người cha của bà Fleck. Ông được sinh ra ngay trên hòn đảo này và là một nhà phiêu lưu. Nay, bà giao lại cho bạn cuốn hành trình với mong muốn bạn sẽ hoàn thành nốt những gì ông để lại cùng với một thử thách, vượt qua những dấu mốc của ông ấy. Mỗi ngày, game sẽ cho bạn 3 nhiệm vụ gọi là các task. Các task sẽ được reset hàng ngày sau khi bạn đi ngủ, cho dù bạn có hoàn thành chúng hay là không. Việc kết thúc một ngày trong game như thế nào đều là do bạn. Bạn sẽ dành cả ngày câu cá, săn thú, xây những căn nhà hoặc vài giờ liền trong những hang động nằm sâu dưới lòng đất để tìm kiếm những món đồ thú vị hơn. Hay bạn sẽ chọn đi ngủ tới ngày hôm sau và không làm gì cả. Đó sẽ là sự tự do mà trò chơi này mang lại. Trong những ngày đầu tiên, bạn sẽ đón vị khách đầu tiên tới đảo tên là John. John là thương gia. Theo lời bà Fleck, bất cứ việc gì bạn tìm được trên hòn đảo này đều có giá trị với anh ấy. Anh ấy sẵn sàng mua mọi thứ bạn bán, đổi lại bạn có thể mua các công cụ cơ bản từ anh ta. Việc mua bán được trao đổi bằng đồng tiền trong game gọi là Dings. Dings kiếm được thông qua việc làm các nhiệm vụ và bán đồ với các NPC. Tuy nhiên, để có thể mua và sử dụng được công cụ của John bán ra, bạn cần có license. Một ý tưởng, một phát minh từ thành phố phía Nam. Để có được license, bạn cần phải đổi Permit Prawn từ chỗ bà Fleck. Các Permit Prawn sẽ có được bằng cách đạt được cột mốc hay còn gọi là Milestone nhất định trong một cuộc hành trình. Có rất nhiều Milestone dành cho bạn mở khóa, từ những việc dễ dàng như chế tạo đồ, đặt một căn lều hay thậm chí là nhận sát thương từ động vật hung dữ xung quanh, cho đến những việc khó nhằn như săn một con cá mập. Càng nhiều Permit Prawn, hòn đảo của bạn sẽ càng thu hút được nhiều NPC hơn sau này. Quả là một chuỗi dây chuyền phải không ạ? Chính vì thế nên game sẽ liên tục cho các bạn nhiều việc để làm nối tiếp nhau mà không lo bị rơi vào tình trạng vào game và chả có gì để làm gây nhàm chán. Để bớt nhàm chán, các bạn hãy cho kênh chúng mình một like, một share và một subscribe nhé. Boss Game cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ chúng ta tiếp tục nào.
Để thuyết phục được các NPC ở lại đảo, bạn cần tăng điểm friendship được thể hiện bằng hình trái tim trong một Pedia trong game. Tình bạn diệu kỳ, để thể hiện độ thân thiết, bạn cần phải giúp đỡ họ nhiều nhất có thể. Đó có thể là mua đồ từ họ, trò chuyện với họ, làm các nhiệm vụ họ giao. Tuy nhiên cũng đừng bom nhiệm vụ, hay nói cách khác bạn nhận nhiệm vụ nhưng không làm đúng hạn, bởi điều đó sẽ làm tụt phanh tình bạn và khiến quá trình phát triển hòn đảo trở nên chậm trễ. Hiện tại trong game có tất cả 10 NPC cho bạn khám phá, từ bà Fleck đầu game, chú Chôn tạp hóa cho tới chị Sally làm tóc. Mỗi người đều có điều kiện cần để xuất hiện trên hòn đảo của bạn và điều kiện đủ để ở lại định cư. Ban đầu họ chỉ ở tạm trong những túp lều, cho tới khi bạn đáp ứng được điều kiện cần và đủ, các túp lều sẽ tiến hóa thành từng ngôi nhà kiên cố, thành cửa tiệm, thành viện bảo tàng. Bạn sẽ cần mở khóa các deep trước khi có thể xây những công trình trên hòn đảo này. Ngoài xây dựng nhà hay thuyết phục NPC, game còn rất nhiều thứ cho bạn làm. Bạn thích nuôi trồng các loại hoa màu, động vật hay chế tạo máy móc để có những công cụ xịn hơn. Bạn muốn câu cá chiêu chiêu, săn bắn, bắt côn trùng hay đào đất săn kho báu. Hay bạn thích làm anh phụ hồ vui vẻ, xây cầu, đắp đường bê tông, dựng rào để tạc nên thị trấn của riêng bạn. Tất cả đình cùng đều có thể đáp ứng được cho bạn. Tuy nhiên, nếu mọi thứ đều như vậy, không phải là game sẽ dễ dàng quá chăng? Đúng thế, bạn sẽ phải chú ý tới thanh máu và thể lực của bản thân, bởi game sẽ có những nguy hiểm tiềm tàng. Ở sông sẽ có cá mập, cá sấu, croco. Ở trên cạn sẽ có những loài động vật hung dữ như là loài waimu hay là kidna, và cả bậc cao hơn của chúng gọi là alpha. Ngay cả khi bạn đi đào quặng cũng có những loài động vật sẵn sàng tấn công bạn như là rơi và loài cá sấu phát sáng glowing croco. Ngoài những vị hàng xóm khó tính kể trên, bạn cũng đừng để bản thân rơi vào cảnh nợ nần do xây dựng quá tay. Bạn sẽ không thể nhận các deep mới nếu như chưa trả được nợ đâu. Tóm lại, nhiệm vụ chính của bạn xuyên suốt trò chơi đó là liên tục khai phá vùng đất, thu nhặt, chế tạo máy móc, xây dựng, mở rộng khu định cư để mở ra những cột mốc mới. Nhiệm vụ mới cũng như có nhiều NPC đến với đảo, thuyết phục họ ở lại giúp ích cho bạn. Nhưng liệu trò chơi có chiêu như thế hay có những bí mật đằng sau nó? Trong quá trình khai phá xây dựng hòn đảo, bạn sẽ dần khám phá ra nơi đây từng tồn tại một nền văn minh, cũng từng có con người sinh sống trước khi bạn tới. Chưa kể, với mỗi NPC sẽ có những câu chuyện riêng, những cổ vật bạn tìm thấy đều sẽ có lịch sử tồn tại của riêng nó. Sau cùng, Đinh Khum là một trò chơi khá đơn giản và nhẹ nhàng, nhưng cũng đừng xem thường bởi vì có rất nhiều bí mật, rất nhiều điều thú vị khác đang chờ các bạn khám phá. Chi tiết ra sao chúng mình xin hẹn gặp lại các bạn ở những dịp khác nhé. Còn bây giờ hãy cứ tận hưởng cuộc sống mới tại hòn đảo của riêng mình. Game được bán với mức giá là 180.000 đồng ở trên Steam. Hãy mua để ủng hộ vì trò chơi này được tạo ra chỉ với một người. Đừng quên cho chúng mình một like, subscribe cũng như ấn chuông thông báo để chúng mình liên tục cho ra thêm nhiều nội dung mới và hấp dẫn hơn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Bye bye!